Chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một phôi xanh Nam Điền mới nhập về vườn của Phương Ca Cơ. Một phôi xanh Điền xịn. Đây tôi mở cho quý vị và các bạn xem. Mang về vườn nên là tôi rất cẩn thận. Mới được mấy ngày các bạn nhé. Mới được mấy ngày thôi. Phôi xanh Nam Điền. Đây tôi quay cho các bạn xem. Phôi đã được người chủ trước đây cũng cắt giật rồi. Và các bạn xem thì có thể đóng góp, chia sẻ, đóng góp về cách tạo cái cây này cho tôi. Để tôi có thể hoàn thiện tác phẩm này. Và bạn nào thích phôi này thì mình có thể giao lưu được. Chậu này là chậu tàu các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ chút nữa tôi sẽ quay gần hơn để các bạn xem về cây này. Một phôi xanh Nam Điền rất u cục, rất già u cục. Tôi ủ rễ nó đã lên rồi các bạn nhé, đang bật lên rồi, đang bật rất nhanh. Như các bạn đã biết thì khi tôi làm kênh này thì tôi nói rằng thời gian tới đây tôi sẽ ít đi quay các nhà vườn hơn và tập trung vào tìm kiếm những cái phôi đẹp để giao lưu cùng anh em cùng đam mê cây. Rất nhiều bạn đã điện cho tôi rằng sao đi quay cây mà gặp rất nhiều tác phẩm đẹp, phôi đẹp mà lại không mua về vườn chơi. Và bây giờ mới có điều kiện rằng mới tập trung vào cái lĩnh vực mua phôi, mua cây về để giao lưu cùng anh em. Nếu anh em trên trên mạng mà xem mà ưng cái phôi này thì có thể alo cho tôi theo số điện thoại 0974 299 099 để chúng ta có thể thương lượng về giá. Thực chất là rất là rẻ thôi nha các bạn nhé, cũng không đắt lắm đâu. Tôi thường lấy những cái phôi để anh em mới tập chơi và chơi có thể được, không đáng mấy tiền rồi so với một cái cây nó đã cơ bản được cái phôi đẹp này. Mỗi người có một con mắt nghệ thuật khác nhau nên là cũng khó có thể vừa lòng ai được. Cái căn bản là mình có thể tạo tác được một tác phẩm theo ý của mình. Cây của mình là do mình làm ra mà. Đấy các bạn nhé. Và xem các mặt, bốn mặt đều rất đẹp các bạn. Và tí nữa tôi sẽ quay gần để các bạn xem. Và tác phẩm này tôi cũng có demo trên điện thoại thì các bạn xem ở phần demo nhé. Cái phần demo, cái hình của nó sau khi tác phẩm hoàn thành ấy, nó sẽ có gì khác với bây giờ. Đây các bạn nhé, đây là cái hình demo của cây xanh Nam Điền này. Đây các bạn.
Đây, ngày trước chỗ này có một cái cành rất to nên là tôi đã đục. Nhờ các anh trên hội cùng đam mê cây, các anh đến thẩm định và đục giúp tôi cái vị trí này. Và bây giờ nó đang bật thế này. Thì trong một thời gian mình nuôi nữa là nó bo tròn cái được cái này cũng khá lâu đấy các bạn, nhưng mà kiên trì chúng ta sẽ được, giống như cái vết trên này ấy, ngày trước nó cũng rất là to và dần dần nó đang co dần đây thành một vết sẹo rất thời gian. Nó đẹp ở đây là tôi thấy nó có u cục, có độ già và có một vết lắc, lắc thân, lắc lượn rất đẹp các bạn nhé. Đấy, nếu các bạn thích thì cô Phương sẽ nhượng lại tác phẩm này. Đây, nó đang bật rễ đây, rễ đang trắng buốt đây này. Đây các bạn thấy cái vết cắt nó đã co thế này. Đây, có những vết cắt rất to đang co dần. Như vậy vanh của nó tầm khoảng 40 các bạn nhé. Chiều cao của cây thì lên đến ngọn tầm 50 phân gì đấy. 50. Cây rất rụt. Ngày trước cái cành này rất dài các bạn, về tôi phải cắt cắt giật thu lại. Cành này dài, cái cành này nó cao hơn. Và tôi đã cắt giật bớt đi. Và khả năng tới đây cây này sẽ phải giật thêm một chút nữa. Và bạn nào có ý tưởng hay thì đóng góp cho tôi để hoàn thiện tác phẩm này hơn. Bạn nào muốn giao lưu cây này thì Phương có thể giao lưu. Và cũng bật mí các bạn là cây này là cây đầu tiên mình giao lưu, đăng lên kênh của mình giao lưu nên là giá rất phải chăng. Rất phải chăng với cây này. Miễn sao các bạn thấy thích là được. Số điện thoại thì mình để ở trên phần mô tả của video này các bạn nhé.
các bạn cứ điện cho Phương, chúng ta có thể tham khảo và thương lượng giá. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Phương Ca Cơ. Các bạn hãy ấn đăng ký và để thường xuyên nhận được những video mình làm về cây. Và thường xuyên theo dõi như vậy thì các bạn có thể gặp những tác phẩm các bạn ưa thích. Chúng ta có thể giao lưu các bạn nhé. Vâng, chào quý vị các bạn.